Em này vừa bị dính mưa xong các bạn. Trời nó cứ vừa mưa vừa nắng rất là khó chịu. Chim em trèo ngoài. Đây là nó dính vài hạt mưa. Nhưng mà vẫn chơi rất tốt con nhé. Lông ướt tí thôi. Nhưng mà điểm đó vẫn căng. Trời vẫn rất đỉnh. Cứ trèo ra mở áo lồng ra là hot các bác nhé. Cái mẫu chim già rừng này thì là điện đóm nó rất là ổn định các bác nhé. Đấy, nó rất ổn định và cái thứ hai là giọng hót của nó cũng rất là hay. Đấy, nó liên lấy hót hay nên là mời anh em nhà mình chiêm ngưỡng.